Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Chơi Hay và mình là Ngọc Sơn. Những cái thông tin về những cái chiếc iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max thì nó đã tràn lan ở trên mạng rồi. Và có rất là nhiều những cái thông tin đúng và có những cái thông tin chỉ là mô phỏng mà thôi. Qua một cái thời gian mình đã chắt lọc cũng như là tổng hợp lại, trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thông tin mà mình cho là đúng nhất, sát nhất với cả những cái chiếc iPhone 12 nó sẽ được cho ra mắt trong cuối năm nay. Và đầu tiên thì mình muốn chia sẻ cho các bạn là cái thời điểm cho ra mắt iPhone mới thì nó thường rơi vào khoảng tầm tháng 9. Nhưng mà có lẽ là do cái đại dịch Covid vừa xong nó kéo dài khoảng mất 2-3 tháng. Chính vì vậy mà cái thời gian ra mắt iPhone thì dự kiến Apple cũng sẽ cho ra mắt trong cuối năm nay, nhưng nó sẽ là vào khoảng tầm tháng 11. Có lẽ là chúng ta lại phải mất độ khoảng tầm 2-3 tháng nữa để chờ đợi. Rồi, và cái thông tin số 2 mà mình muốn chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay đó chính là một số những cái bộ khuôn mẫu vỏ của iPhone 12 nó đã được lộ ra. Và chúng ta sẽ đến với hình ảnh đầu tiên. Cái hình ảnh đầu tiên thì ở đây thì các bạn có thể thấy là tay người đàn ông này cầm tới 5 cái bộ vỏ. 5 cái bộ vỏ này thì có lẽ là nó sẽ chỉ có độ khoảng tầm 3 cái bộ vỏ là chính xác cho cái kích thước của iPhone 12 mà thôi. Bởi vì các bạn có thể thấy là 2 cái bộ vỏ ở bên trái nó cũng khá là giống nhau. Thì đây được cho là cái bộ vỏ của chiếc iPhone 12 Pro Max, là cái phiên bản Max nhất, là cái phiên bản xịn nhất và cũng là đỉnh cao nhất của Apple trong năm nay rồi. Và ở bên tay phải ngoài cùng thì nó cũng là 2 cái mẫu giống nhau. Nó đều có cái kích thước theo mình là 5.4068, ở đây nó chính là kích thước 5.4 inch. Đó, thì chung quy lại ở đây thì chúng ta cũng sẽ chỉ có độ khoảng tầm 3 cái khuôn mẫu thôi, dành cho 3 cái phiên bản iPhone. Đó chính là phiên bản lớn nhất là 6.7 inch, ở phần giữa ấy, thì nó sẽ là 6.1 inch, còn ở cuối cùng nhỏ nhất thì nó sẽ là 5.4 inch. Nhưng mà tuy nhiên tại sao ở trong tiêu đề video ngày hôm nay chúng ta lại có đến tận 9 phiên bản của iPhone 12? Thì chúng ta sẽ chuyển sang cái thông tin thứ ba nhá. Thông tin thứ ba này thì mình cũng đọc được và nhờ cái sự phát hiện của My Smart Price thì họ đã phát hiện tới có 9 bản iPhone thế hệ mới nhất vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Ủy ban Kinh tế Á Âu EEC, và các mẫu iPhone mới thì đều chạy iOS 13, bao gồm những cái model. Những cái model này thì các bạn có thể xem ở trong iPhone mà các bạn đang sử dụng nhé, vào phần cài đặt, vào phần giới thiệu điện thoại thì các bạn cũng có thể tra được cái model iPhone. Nó sẽ bắt đầu bởi những cái chữ A đây, ví dụ như là A2172, A2176 này, A2341 cho tới cuối cùng là A2411. Đấy, thì ở đây thì họ đã dựa theo cái cách đặt tên từ trước của Apple rồi, thì họ sẽ phân loại ra. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái model rẻ nhất và đó chính là biến thể của iPhone 12. Tiếp theo chúng ta sẽ có tới 3 model của iPhone 12 Pro. Chúng ta cũng sẽ có tới 4 model của iPhone 12 Pro Max. Và mình tin đoán là những cái phiên bản này nó sẽ chỉ là phiên bản mà chia ra để phân chia những cái tính năng, những cái biến thể về tính năng thôi. Ví dụ như là một nửa trong số đó sẽ được hỗ trợ 5G và một nửa thì không. Lý do mà Apple chia ra như vậy bởi vì một số quốc gia, một số thị trường của Apple thì hiện tại vẫn chưa có phổ cập được 5G. Một vài quốc gia thì có, chính vì vậy mà họ cũng nghĩ đến là người dùng sẽ không phải bỏ ra một cái số tiền chênh lệch để mua về một cái bản 5G làm gì cả, đúng không nào? Rồi, và chúng ta sẽ cùng chuyển sang cái thông tin cuối cùng mà mình muốn chốt lại trong video ngày hôm nay. Đó chính là có lẽ là chúng ta sẽ có 4 phiên bản của iPhone 12. Đó chính là iPhone 12 thường, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro và cuối cùng chùm cuối sẽ là iPhone 12 Pro Max. Hiện tại thì chúng ta sẽ chỉ kết luận là nó sẽ được có hỗ trợ bởi một cái hiệu năng rất là tối tân đến từ con chip A14. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái màn hình cũng sẽ được thay đổi đồng bộ ở trên 4 phiên bản của iPhone 12 này luôn. Đó chính là những cái phiên bản ví dụ như là iPhone 12, iPhone 12 Max thì sẽ sử dụng cái tấm nền đó chính là Super AMOLED đến từ Samsung. Còn với những cái chiếc cao cấp hơn, với cái chiếc iPhone 12 Pro thì có lẽ nó vẫn sẽ sử dụng cái tấm nền OLED. Nhưng mà tuy nhiên thì cái phiên bản iPhone 12 Pro Max thì hiện tại đang có một cái nguồn tin cho rằng nó sẽ có màn hình là LTPS TFT. Thì cái chất lượng của cái tấm nền này như thế nào trên một cái kích thước là 6.7 inch thì có lẽ là phải chờ iPhone 12 Pro Max ra mắt thì chúng ta mới có thể kết luận được. Và các bạn thấy những cái thông tin mà mình vừa gửi đến các bạn nó như thế nào, bao nhiêu phần trăm nó sẽ đúng, và các bạn tiên đoán xem là iPhone 12 năm nay nó sẽ ra mắt như thế nào, có những phiên bản như thế nào, và các bạn mong chờ điều gì ở iPhone 12 nhất? Hãy để lại mọi ý kiến của bạn ở phần comment bên dưới của video. Và đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Chơi Hay nhé. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.